Kính chào các em, thì thầy sẽ hướng dẫn các em tính các cái giá trị trung bình mẫu, độ lệch chuẩn mẫu bằng cái máy tính. Ở đây thì thầy sẽ hướng dẫn tính bằng hai loại máy tính, đó là 580. Cái này là FX 580. 580 VNX. Và cái máy thứ hai nữa là máy 570. 570, cái dòng 570 thì nó có ES hoặc là 570 ES Plus. Hoặc là VN 570 VN Plus. Thì thứ nhất là mình nói về cái công thức tính cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu đó. Thì thứ nhất là mình nói tới dữ liệu thô. Dữ liệu thô là ở đây là giả sử như là mình có n cái số liệu là từ x1, x2 đến xn. Thì cái công thức trung bình mẫu là chúng ta biết là chúng ta lấy n giá trị này cộng lại là chia cho n, phải không? Là trung bình mẫu nè. Còn cái phương sai mẫu đó là mình sẽ lấy tổng, lấy tất cả những số này mình bình phương lên, mình tính tổng lại. Rồi sau đó mình trừ cho n lần cái x ngang này bình phương nè. Đó, rồi sau đó tất cả cái này mình mới chia lại cho n trừ 1. Đó, thì cái nó gọi là phương sai mẫu hiệu chỉnh, không? Và nếu mà đề nó yêu cầu tính độ lệch chuẩn thì mình sẽ lấy căn bậc 2 của phương sai ra. Đấy, thì bây giờ mình thấy cái ví dụ về về cái dữ liệu thô như sau. Ở đây mình có 9 cái dữ liệu thô nè. Đó, thì để tính bằng cái máy tính này đó thì trước tiên á, là em sử dụng chế độ thống kê một biến của máy tính này, tức là menu 61, không? Thì bình thường á, là khi mà cái máy tính mà bình thường mình mới mở chế độ thống kê á, thường nó không có cột tần số này, không? Tức là ví dụ như chỗ này mình reset máy lại nè, chẳng hạn tôi reset máy lại. Đấy, thì cái máy tính ban đầu của mình là như thế này, phải không? Thì bây giờ nếu mà mình bấm chế độ thống kê một biến, tức là menu 61, thì lúc này nó chỉ có một cột thôi. Đấy, thì đối với dữ liệu thô thì mình chỉ cần một cột ít như thế này là được rồi. Thì mình sẽ bấm cái số liệu vào. Mỗi lần em bấm một số liệu, em bấm dấu bằng ha, là nó tự động cái con trỏ nó nhảy xuống rồi mình nhập tiếp. 2.0 thì mình nhập số 2 cũng được rồi. Này là 2.7 nè. 1.9 nè. 1 nè. 2. Đấy, thì đây mình đã nhập hết tất cả là 9 cái số liệu ở trong đây vô. Thì sau khi nhập số liệu vào đó thì em bấm AC, thầy bấm AC ha. Rồi bây giờ đó là mình đối với máy 580 á, thì mình có hai cái cách để mình tính cái x ngang và cái s này. Cách thứ nhất đó là mình sẽ tính tổng hợp tất cả các tham số thống kê luôn, tức là em bấm phím Option này, em bấm số 2 thì nó hiện ra tất cả các cái số. Thì ở đây là cái x ngang này nó chính là trung bình mẫu nè. Đó, còn cái s bình phương nó nằm dưới đây là 0,26, tức s bình phương ha, là phương sai mẫu đó. Còn cái độ lệch chuẩn mẫu thì nó là 0,5099. Đấy, thì độ lệch chuẩn mẫu thì đề nó yêu cầu mình tính hai cái số này thôi. Còn min max của dãy số liệu, chẳng hạn như min ở đây là 1, max này cái này max là bằng 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 hai, max max của nó là bằng nhiêu, mắc nó là 2,7, thì cái này thì tham số này nó sẽ kèm theo cái máy tính 580 này, nó sẽ có sẽ những thêm những cái tham số này. Tuy nhiên thì quá trình tính toán ở trong thống kê ở chương trình chúng ta thì chúng ta chỉ tính hai giá trị là x ngang nè và s sx, và có khi là nó thêm cái s x bình phương thôi, không? Đấy, thì đó là mình tính được cái giá trị của trung bình mẫu và độ lệch chuẩn bằng cái máy tính này rồi. Còn ví dụ như mình muốn tính từng cái thì ở đây em bấm option nè. Đó, em chọn mũi tên xuống và ở đây nó hiện ra cái chữ biến thống kê ha, biến thống kê. Đó, thì em bấm số 1.
số 1 thì bấm thêm dấu bằng nữa thì nó ra được x, x ngang là 1, 1,9 ha. X ngang là 1,9. Đó, còn cái độ lệch chuẩn mẫu là mình sẽ bấm option nè. Mũi tên xuống nè. Số 2 nè. Rồi số 5. Số 5 là ra độ lệch chuẩn mẫu luôn. Và nếu mà mình làm tròn, muốn làm tròn cho 4 chữ số thì ở đây mình sẽ bấm shift shift mode nè. Số 3 là đơn vị số ha, định dạng số. Mình chọn cái chế độ fit đó. 1. Mình chọn cái số thập phân sau dấu phẩy là mình chọn số 4, tức là nó sẽ làm tròn 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy cho mình. Thì ở đây là 0,5099 ha. Cái độ lệch chuẩn đó là 0,5099. Đấy, thì đó là cái máy 580. Còn đối với 570 đó, 570 thì em sẽ bấm mod 31. Thấy không? Mod 31 như thế này nè, mod nè. 31 nè. Thì nếu như là cái dữ liệu thô của mình đó thì mình không cần gọi cái cột tần số ra. Đó, không cần gọi cột tần số qua, mình cũng nhập dữ liệu vô giống như cái máy 580. Sau khi mình nhập hết 9 cái số liệu này vào thì mình bấm AC nè. Rồi mình muốn tính x ngang thì ở đây mình bấm shift 1, shift 1. Shift 1 tức là cái chế độ thống kê của nó. Shift 1. Rồi ở đây mình sẽ chọn số 4 là các biến thống kê không? Và số 2 này đó chính là gì? Trung bình mẫu là 1,9 nè. Thì cái máy này mình đã cài đặt chế độ làm tròn số đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy sẵn rồi. Rồi bây giờ mình muốn tính cái độ lệch chuẩn mẫu thì bấm tiếp tục là shift 1 nè. Chọn số 4 nè. Rồi chọn số 4 là x x á, số 4 ha. Đấy. Thì cái này là 0,5099. Đấy thì còn một cái nữa là nó hay, mình nhiều khi mình hay quên đó thì nó có cái mình nó có cái cách để mình tìm cái kích thước mẫu lại. Số 4 là gì đây? Số 1 ha. Là kích thước mẫu là bằng 9 nè. Đó. Thì ở đây cái công thức mình tính theo công thức ở trong trong sách ha, còn chỗ này đó là mình bấm máy tính thì kết quả mình bấm máy tính thôi. Thì trên đây là tôi hướng dẫn cách tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu bằng cái hai loại máy tính là 570 với 580 ha, VNX. Thì